So what? Còn chỉ là con nít và sức đứt đây chứ. So what? Vẫn còn phải chịu phạt, vẫn bị nạt khi hư. So what? Sáng đang bằng uống sữa tới bữa chờ cho. So what? Vẫn bu đầu bài tập trả được từ do chơi. So what? Mấy con chữ lớn lao chả biết đọc thế nào. So what? Tôi đi là bé bé đó. Nhưng mà không hề bé đâu, không hề bé đâu. Sẽ còn lại chục đứa đầu cũng thành to. Dù nhảy hiệu gặp nhau 20 rồi cũng nặng chín. Dù thấp bé trong lớp mới ba mà đã cao mong. Đầu đi bé nhưng cùng nghĩ ý tưởng ra ào ào. Bàn tay ngỏ chung vào làm nên tương lai đất nước. Bàn chân nhỏ cũng đứng vững trước bao nhiêu thách thức. Chúng tôi tuy nhỏ bé nhưng mà không hề bé đâu. Chúng tôi tuy nhỏ bé nhưng mà không hề vừa đâu. Đứng lại đi, đứng lại đi. Bề ngoài mà lại xem nhẹ. Đừng có những kích cỡ mà lại chủ quan. Chúng tôi đây có thể làm được tất cả. Chúng tôi là thế hệ của tương lai. Chung tay chúng tôi thay đổi thế giới. Chúng tôi tin nhỏ bé đó. Nhưng mà không hề bé đâu, không hề bé đâu. Sẽ còn lại chục đứa rồi cũng thành to. Dù nhà hiệu gặp nhau 20 rồi cũng nặng trịch. Dù thấp bé trong lớp mới ba mà đã cao ngóng. Đầu tiên bé nhưng cùng nghĩ ý tưởng ra ào ào. Bàn tay nhỏ chung vào làm nên tương lai đất nước. Bàn chân nhỏ cùng đứng vững trước bao nhiêu thách thức. Chúng tôi tin nhỏ bé nhưng mà không hề bé đâu. Chúng tôi tin nhỏ bé nhưng mà không hề vừa.